Chào mọi người, thì hôm nay tôi và anh Triệu Cường đến thăm anh Đức Dâu. Thì hôm qua anh em tôi nghe tin anh Đức Dâu bị ấy ở có gọi tai nạn nghề nghiệp đấy, gọi tai nạn nghề nghiệp anh ạ. Đấy anh bị khâu không mấy mũi, bốn mũi là mũi anh ạ. Đấy thì hôm nay anh em tôi đến hỏi thăm sức khỏe anh, xem dạo tình anh có ổn không. Không ảnh hưởng em tối ngủ đâu, đau nhức rồi nhức quả này sâu. Trận hôm nọ đuổi mấy thằng kia đúng không? Mấy thằng quản lý. Thế vụ xong chưa anh? Xong rồi, hôm nay anh giải quyết xong. Em giải quyết xong, em với anh Cường đang tính là lên có nếu cần hỗ trợ gì bọn em đang tính lên anh em hỗ trợ. Chào lên anh thịt bò hết chỗ rồi. Nhưng cái này chắc phải sâu tầm như này. Gần cái xương. Tại vì thấy cái vụ cũng xem qua rồi, thấy cái vụ đuổi kia nó cũng đuổi phát xong rồi bị luôn đây, ngã xuống sau bị ấy. Những cái đấy là những cái tai nạn thôi, chứ bình thường mà đi giúp đỡ người ta xử lý ấy, thì nhiều lúc nó còn bị nặng hơn. Cái này nhiều lúc rủi ro mà đi giúp người cho nên là không biết được cái hậu quả nó thế nào. Này mấy anh em Triệu Cường và nhà mình chơi các bạn. Mấy lần cũng định vào rồi nhưng mà dạo này bận quá không nọ. Nhưng mà không sao, tay chân này không sao. Nhưng mà cái vết này sợ chắc sẽ sợ lồi nhỉ. Chưa bị cơ hà, không biết hôm nay khâu lần đầu không biết. Cái này ấy, thì mình nhất là hạn chế không ăn rau muống này, không ăn cái đồ tanh, tanh đồ ấy, hay bị mưng mưng ngủ như là sợ gà lồi quá, quay đồ tanh ấy cũng như là không nên ăn, để hạn chế là sau nó sẽ bị sẹo, đặc biệt là rau muống. Nên em cho ăn thịt gà rồi. Ủa rồi anh thấy đau mai tối đêm nó hay nhức. Nói chung là tốt nhất là đừng có ăn thịt gà, không nó sẽ nhiều cái vấn đề đâu. Thịt gà với cá. Ô, chỉ là cái chỉ cái tinh tan hay là chỉ gì ấy. Ước luôn đi. Phải cắt. Nên tất cái này hôm nào nó mọc lại thì phải cắt rồi. Còn bây giờ không dùng loại tự hoại rồi. Cái này nó cước mà không dùng loại tự hoại rồi anh ạ. Dùng loại tự hoại làm sao anh cắt hết. Coi như là nó không dùng cái loại tự hoại rồi. Tự hoại là coi như là khi mà nó khỏi ấy, thì vâng, nó sẽ tự động vâng. Tự động bay đấy bay chỉ cái đấy tiêu đi. Chỉ tiêu nó tự tiêu đi, nó tự tiêu tự hết. Còn như này ấy, thì nó sẽ là lại tự cắt tự rút. Loại kia hay bị nhiễm trùng lắm mày. Đúng rồi. Tại vì cái gì nó cũng có cái hay của nó. Đúng rồi. Đúng, rồi. Đúng. Nguy hiểm mà. Cấm được nữa không anh? Loại này là cấm được, loại này không ngờ là cấm được. Cái cước luôn mà. Đấy, không ngờ bị cước kìa. Nó bây giờ nó là làm tránh nhiễm trùng. Không cước mà anh, không chỉ đâu. Loại kia là nó dễ ngấm, sẽ chặt hơn. Người ta bây giờ không dùng rồi. Bên dưới vẫn còn một cánh đấy, đảo lên là được. Cũng dài dài như này. Dài phết. Thế nhưng chỉ khó chịu lúc tối ngủ thôi. Nó mắc ấy. Tối ngủ một mình thôi, tránh xa vợ con ra một tí. cái lúc này có gân nhỉ? Loài mỡ ra mà. Ủa chứ. Toàn mỡ ở đây. Vâng. Ngày ra cứ bày nhạc bày nhảy. Một tiền tiêu ngay. Có chứ. Tiền tiền lúc mà nó móc vào. Nhưng mà móc vào để khâu, móc cả cái nào biết phát đấy. Đúng rồi. Nó phành ra, nó phành. Tay em bị làm sao hay như nào, biết cái sâu. Chà, chà. Mới sạch chưa anh? Chà, sạch chà, kinh vãi, sợ mà. Em mới biết chém này vẫn để nguyên. Không khâu, không khâu khủng. Máu còn ra ấy. Nhưng cái này nó nguy hiểm hết. Nhìn như này em nhìn cảm giác sạch sẽ mà. Cảm giác có giúp màu cam. Nhưng mà kiểu như khi mà mình làm việc gì ấy, cũng tránh cái trường hợp là bẩn. Phải dùng cái thuốc màu cam. Mà khi mà mình làm xong ấy, thì mình phải rửa sạch đi. Không nó bị nhiễm trùng. Cái đấy, cái sát trùng, cái lọ như này đúng không? Ngày xưa gà bông ấy, bị sương một phát. Phải tầm khoảng gần một tháng mới khỏi được. Sương á? Không, nó chỉ bị xước thôi nhưng nó bị nhiễm trùng. Em bị ở gót nhiễm trùng luôn. Có nhờ bảo tại sao mà khi mà người ta chơi những cái môn thể thao nguy hiểm ấy, người ta phải băng cái này lại với cái này. Cái đầu gối lại. Tại vì bốn cái địa điểm này là bốn cái nó nguy hiểm nhất. Nó xước cái thì nó anh ơi, anh đang bị bệnh đấy anh. Anh đang bị bệnh đấy. Anh đang bị bệnh nhá. Vâng. Sida. Sida thì nó đã không đau thì đã sướng. Đấy, vào trong này chủ yếu hỏi thăm tí sức khỏe. Tôi cố gắng dạo này thì ở nhà thôi. Có nào mà em ấy em
em gọi anh là cầu cứu, anh cầm súng. Ui dồi ôi. Vấn đề đấy thì nó đơn giản. Nhưng mà những cái hàng nóng rồi.